xe đạp á. Ừ, còn hai người tình tang trên xe đạp ha. Đại cho nó mà giảm mình nè, giảm cho mình nè. Chẳng có đi nè, xuống đó nè, vào đó. Ăn được không chị? Sáng giờ cháu không à, cháu dinh dưỡng đó, mình cháu bịch đó. À, cháu bịch hả? Mình dũng nóng vô quậy quậy ăn á. Xong đi mua cháu chợ á. Cháu giờ cháu mời ăn ối nhà chị. Không có mở giờ. À, ăn được nhiêu ra ngoài hết trơn hả? À, mở dạ. Dầu không được. Còn bây giờ thấy chung mình chung mấy sao rồi? Giờ đâu đã gì xuống gì mà khỏe hơn, khỏe rồi, đỡ đỡ rồi. Anh ta 20 tuổi luôn á, là chưa có bị gì luôn. Ừ. Là từ cái lúc mà cái giai đoạn là từ 2 tuổi đổ đi là thấm mới bắt đầu là như vậy hả? 37 tuổi là có bệnh. Trước 20 là bình thường ha. Đang uống nghe là đang mọi đó mình đang lắm nha, nó còn vô cơ mà cho tôi cơm mình đó. Ăn nghe mà không mà đấy đó. Rồi bé thấm màu ha, mà đây quất hết ca nè. Nó nhiều lắm. Em đau rồi là đây đồ nó để giặt lại cho không giặt rồi nồi mới để rồi lại. Rồi đồ anh đồ anh Dũng, anh Dũng giặt rồi, đồ chị giặt rồi, chị bây giờ đang đau không giặt lỡ tận lãi rồi đãi đó đúng đần luôn hả? Mẹ nó ra giặt chùm, bây giờ gì giống mày mời ra. Mời ra ha. Thì nó mày nó ai như mày muốn nhúng bài vậy đó, đang nhộng nhí á. Còn đi mấy thứ này là cái lên lấy đá dội dính ra đường á, dính về. Nhúng không nó lấy nóng không nóng lấy không vượt theo. Còn em vậy mình ổn lại. Giờ cho ông nuôi tôi luôn. Ổn mày nằm nóng lắm, nhúng á. Thì mấy anh em ở đây người ta quay thì tôi cũng biết mà, đợi hỏi anh Dũng rồi nhìn thấy ổng là thấy rồi, ổng biết rồi cái tánh ổng luôn. Không có nhận được anh. Em còn còn nhận được cho ổng nhận được đó. Còn thấy em mặc đồ thì nên em nhọc đồ thì nên cho thấy Thế là ổng có cây mai mà ổng nhổ gốc luôn rồi. Cái gì mà còn nữa. Nên tôi đến cho vậy đó. Cái nốt quá trời cái nốt. Thì ổng la gà, ổng la thôi chứ. Không phải là dùng cái qua cái loại thôi chứ không biết. Chỉ phiều phiều thôi chị thôi ha. Chứ ai đâu mà đụng. Na đây mới lên trời đội với ổng á. Ông nói thôi là đừng nỉ thôi á. Cục vàng cũng dũng mà. Ông nói anh lỗi lẹ, xin lỗi em lỗi em đi. Dạ. À chứ nhỏ mấy ông ơi, mụn anh vô mụn. Thôi hẻ nói vậy là nhận quá nhận không được. À vô mụn mới xin lỗi ha. Nói em ông mà không nói giờ ổng không nói em lần nào. Tính lúc đó chắc nó anh Dũng nó ngọt lắm ha. Dạ, ngọt. Ngọt như đường luôn ha. Như bụng nó nói như nơi ngủ đi em không vậy nữa đâu nghĩ này. Mày nghĩ này mới được bao lâu đi. Xin lỗi em nha, anh nhận quá nhận được xin lỗi em nha, lỗi em nha. Anh như bụng nói gì? Quá nóng rồi, kiềm chế không được. Anh ấy mời mốt nhận được nhé. Thôi thì mời mốt nghỉ đặt mày không đặt nữa. Nghỉ đập ha. Ông cũng nhận lắm rồi mà tại vì ông ngồi cái ông hết nhận cái ông nhận nghỉ. Hai đứa nhận nghe là ngoài nói như hai đứa tôi còn sù xì gì. Sáng ngày tối sù xì ha. Ai chà. Cái em ấy đây nè. Nó nghe là bằng ngày cái lộn bằng đêm mà khiều bốc. ai nói giờ như lộn ba nhập gì á. Ăn uống mà giờ ăn nằm mua cơ biết đó. Bữa nay nghỉ bán nhập bán mấy. Rồi tối này kia hai người xù xì lớn không mà xung quanh ta nghe dữ vậy. Thì đó vậy đó, đừng chơi vậy đó mà. Anh nói chơi ai ngày chúng thiệt đúng không? Dạ. Mình là người làm vợ làm gì giống được anh. Trời ơi. Anh có vợ đi coi thấy gì. Dạ vợ đâu á. Không, không có xù xì. Có mình chị với anh Dũng xù xì thôi chứ ai xù xì. Anh chưa có vợ mà. Có này nè, chưa có vợ nè. Cấm mình như khoái ăn bánh nè. Nè. Ngon thấm. Hồi sáng em một con lớn là thịt sườn á, hai miếng thịt sườn lớn nè. Không thịt chân luôn. Ồ. Hồi ăn vô chùa ăn ba cái con tôm luôn.
thấm bữa nay là ăn uống này kia là ok rồi đó. Mấy bữa nay ăn bánh luôn. Thấy mấy bữa trước này kia nằm này kia quẩy quẩy là ăn mấy cái mà canh nước lẩu tôi ăn vô hút vô. Nước lẩu luôn á. Còn hôm nay còn ca cái lương không thấm? Không ha. Còn. Còn hả? Làm như đó như đó mà chứ mà nó khỏi tao cái ngu mà. Mất rồi tim tim quá. Thôi nè, như thấm ở trên cổ thì nó cũng có cái ấy đó. Rồi đấy, cũng rồi đừng đừng có ca nghe. Cái này nào không chịu, cái nấy bây giờ cổ cái gì để gì đi. Tại vì thấm là bị cái đó đó rồi thôi cũng đừng có cho thấm ca quá, ca quá đuối. Không giờ tôi ca không dặn hả? Không đó. Ồ thì rồi thấm. Cho ca mà hỏi nó không khóc mà ca dặn không á. À. Hồi sáng nãy ba bác dặn khóc hù hù nãy giờ mới tính đó. Cái gì? Mỗi lần dặn là khóc hù hù luôn hả? Mất dặn không chịu. À. Cái này nó mất dặn, cái này bé giọng em bé khóc. Bé là em bé là à bé là bé không chịu không nhà nên mới bé mê vô cho bụng bé là à là cái câu đó là ai nói đây à bắt nhạc không được à mà ai bắt nhà nó bắt rồi cái đó nó ngồi đây nè nó bắt không nhạc cái này bé nó động nó là có luôn hả thấm bây giờ la luôn hả mình có nghe không không nghe hả mà mình chỉ đoán là bắt không chịu ha là bé la nha à. cái lúc Nhũng mới là cho bụng mà thân mày nghe được nó không nghe mà nó nghe nó quậy chứ là bé ở trong nó quậy ha là mình biết ha mình đoán gì ha anh nhớ mày nghe la đâu cái lúc đó mà khi mà chị nghe bà bé thấm nói cái câu đó lúc đó cái cảm giác của chị sao Nhũng quá hồn quá. Vậy. Nói, trời, tao cũng nghe là bà nói tôi nghe tao quậy nào. Tao nghe quậy thì quậy. À, anh Dũng nghe cái hú hồn con chim én hết trơn hả? Dạ. Bà con bà đây chị kỳ lắm, bệnh chị kỳ lắm. Cái băng nhạc bà đây kỳ lắm. Ừ. Mà bắt giảng, nghe giảng. Kiều bé thấm bớt ca hát lại đi. Nó cũng không có tốt đâu. Không ca đâu, nghe lộn không á. Nghe thôi. Đó. Mình chỉ nghe thôi chứ mình đừng có ca theo. Nghe đâu, không mấy dạng nghe. Ừ. Bữa nay đi bộ mua đồ kỳ kỳ đó, đi chạy. Ừ. Ủa, có mấy cuốn đó là của gia đình mình hả chị? Ừ. Cho em nghe, mà cho đó rồi bác gì bác mình nuôi đây, nó ba chuột nó quậy quá. À, chuột quậy quá hả? Dạ. Bữa nay lên về để nó ra, không có chuột, không có chuột. Ừ. Sao là gia đình mình bây giờ ở đây nè thì bây giờ cũng đang là hơi khó mà tại sao mình đi nhận chi mà gì cho cá đóng rồi để ông mua cái chuồng ông ngồi dốt lại trong đây để gì thánh là để ông mua giống con chó này kìa thì đó thấy một đống luôn rồi nè bây giờ lại thêm hai con nữa nó mua chuồng để vô nó bán cái chuồng đấy nó mua cái chuồng để vô giống không đâu tại vì không nên vô đẻ rồi nào đẻ ông bắt bỏ chuột nha bữa nay ngoại làm gì không ra hết trơn á chị quậy hả ngủ với mẹ này hai đêm rồi bỏ lên ngủ là ngoại là có ngủ ở đây hai đêm hả bả nãy người ta cho gạo bả đó người ta cho gạo bả đi giống bả đi xe gì đó ở đây chuột cắn không vô đẻ em không có vô đẻ nữa kìa gạo gặm cho nè thì mua thêm vải thùng nữa không có vô đẻ gặt cà cứng à vậy là ngoại là hai bữa trước là có ngủ ngoài này ha ngủ dưới nhỏ này nè còn em với anh ngủ đây nè trời à coi kiếm là chứ là kiếm ngừ này kia để sáng với tối người ta ngủ hết thì tính tiếp được đâu em mà hồi sáng thì mơ bóng mấy trời ơi nằm ghế bả hô hoài thì ngủ nằm ghế bả sổ hoài ngủ được chứ thì chứ bắt hồi vậy đính thôi được người ta thấm này kia là đi mua thịt thà này kia làm cho thấm ăn để thấm có sức khỏe ăn sáng rồi chứ gì mà thấy gì mà toàn cơm trắng tương cái này nó đính thà này không kia mua con cơ mà cá chả mà ta để bán cái nhiều viên như là cá chả nhiều viên đó nhiều mua đó cho nên ồ thấm cũng thèm nhiều món ha thèm bò nhiều viên đấy để nhọc chỉ có nhiều viên
Về cái gì bắt nên nó nấu canh bằng sữa chua vậy. Họ thấy cái này kia là Thấm là ăn sữa chua này kia được nhiều nè, một ngày như Thấm gì là hai hộp thôi hả? Thấy Quốc thường xuyên mà đừng có hai hộp hả? Thấm này phái vừa vụ vụ chua ha. Đó, nó ăn lắm nó đâu có à, bây giờ là đang bớt lại đó hả? À, lúc nó trước đi mua bầm hai ba bốn bọc ra bốn bọc gì nè, hồi đó là em có thứ đá nha, cái thùng vừa bể vô nó lạnh nó uống, rồi giờ nó cái thùng mất rồi, thùng bể rồi. À, Thấm bây giờ uống hết một ca này, có uống thêm nữa không Thấm? Thấm ơi, có uống thêm nữa không? Để bọc đi. Ngán rồi đó, nghỉ rồi đó. Ngán rồi đó. Thôi giờ Vinh hẹn lại quý khán giả những video tiếp theo nha. Để cho Thấm nghỉ ngơi cả nhà ơi.